Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về cái tựa game Mini World. Và đây, một cái chữ là HNT Channel rất là đẹp. Ủa, vì sao chữ L của mình nó thiếu màu xanh rồi ta? Chắc bị thành viên nào đó chọn rồi. Có cái chú nào đó đã vào đây và làm mất cái chữ L của mình màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ đi sửa lỗi lại. Ok. Và anh em nào muốn chơi cái tựa game này với HNT thì cứ việc kết bạn với mình nha. ID là mình sẽ để bên dưới phần hiển thị video. Wow. Đây, chơi với những thành viên kênh thì rất là vui. Chỉ là có vài cậu hay gọi là quậy phá chút xíu, làm cho mình có vài cái sự gọi là bất ngờ. Đây, khi quay qua quay lại, ủa không biết sao, tại sao cái nhà của mình cái chữ của mình đẹp như vậy, tại sao là thiếu chữ L chứ hả? Rồi, yeah yeah. Và hiện tại đó là đang có hai thành viên đang vào chơi với HNT các bạn à. Wow, anh đang làm video mà sao mấy cậu này biết mà vào, hay thế, chắc là đã kết bạn với mình rồi đấy. Oh yeah. À, chúng ta xem hôm nay mình đồ bỏ trong đây bớt đi. Cát thì anh sử dụng để làm kiến. Ở đây có cái cậu nào lại nữa nè, nó khoan mất cái lỗ của mình. Ở đây chúng ta hết hết ấy rồi, nên giờ lấy ra đỡ. Chúng ta phải nấu cát đó. Nấu cát để làm kính mới được. Lấy cửa đốt luôn. Chúng ta lại thiếu gỗ rồi. Ô, trời tối rồi kìa. Anh em ơi vào ngủ, khuya rồi. Wow, anh em chúng ta đi vào ngủ với nào. Ban đêm là sẽ có nhiều quái vật lắm đấy. Không, mình hết củi rồi. Còn que không à? Còn que không mà các bạn à? Ôi, có cậu nào đi lăn ơi, còn tan rồi à? Còn một cậu nữa đâu rồi? À, nhưng chỉ có hai người thôi à? Ngủ em ơi, mời đi ngủ. Ê, cậu đó không chịu ngủ hay sao thế? Rồi, đêm đã khuya sao người chưa ngủ. Ngủ rồi men. Wow. Ê, cậu ấy lấy kiến của anh hay sao mà mất tiêu kiến của anh rồi. Ê, chúng ta sẽ có hai cái lỗ trên đây coi như là cửa sổ đi ha, thử rồi lắp lại cũng được. Yeah. Rồi, hôm nay HNT sẽ làm về cái gì đây? Mình sẽ đi... Wow, chúng ta lượm được cục than bự luôn. Wow, được một cục than bự chào bá lửa. Cúp của mình đâu rồi? Đây, cái cúp của mình. À, chúng ta sẽ lấy cúp để làm cho đẹp cái chỗ này lại xíu nào. Cái con này là cái con cù. Mình đã nuôi nó nhưng mà có một con không vui. Mình sẽ đi kiếm thêm một con nữa. Mình sẽ đi kiếm thêm một con nữa nha các bạn. Để kiếm thêm cù là chúng ta cần phải có cái gì để dụ nó. Ở đây mình sử dụng cái này là để dụ. Đó. Đi nào. Ơ, sao em cản đường anh vậy? Em cho anh qua với. Em mà cản đường anh là anh khóc đấy. À, bây giờ anh sẽ đi đi kiếm gỗ hả? Và dụ thêm một cái con nữa về. Ở đâu có gỗ nha? Chúng ta phải xem coi. Cái khu này là được anh em HNT Channel làm rất là kỹ rồi. Mấy cậu đó vô đây bào sạch sẽ gỗ luôn. Có 40 thành viên vào chơi với anh thôi mà trong vòng 30 giây thì không còn cái miếng gỗ nào cho cái khu vực này hết. Ôi, chui lên, chui lên, chui lên. Chui lên. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta phải dông bờm ra khơi đi kiếm gỗ. Đây, xem nào. Và các bạn xem video đừng quên cho HNT một like ủng hộ nha. Còn ai mà chưa đăng ký kênh YouTube HNT Channel, vui lòng cho một subscribe luôn. Và mở thông báo kênh lên nha, để khi mà anh ra video hoặc là anh live stream về cái game này thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo và vào chơi với anh cho vui. Wow, những cây gỗ ở đây dường như nó không còn gốc nữa các bạn à. Chỉ thấy nó mọc trên mây thôi. Oh my god.
Nó không còn cái gốc nào cả man. Anh em chúng ta bào quá bào mà. Wow. Và xem nào, trời ơi, gỗ mà như vậy thì làm sao mà lấy đây? Chúng ta không có cái gì được, cái là có cái điều kiện chút xíu, lấy ra lấy đá này đi. Đó. Lấy gỗ em ơi. Rồi, cây này cũng có 4 cây nữa nè. Đó. Ok. Rồi chúng ta. Ơi, ai da té anh, trời ơi, đừng có cho anh chứ. Để anh lấy gỗ, em ơi. Thử xin em ạ, à, xin em cho anh lấy gỗ. Lấy gỗ mà nó cũng không cho nữa. Bực quá mẹ. Đây, gỗ đây. Đó, xin xỏ dữ lắm luôn mới cho mình đi lấy gỗ đấy, không thôi là không cho đâu. Ok. Bào với tốc độ bàn thờ luôn. Cần gỗ gì chúng ta mới có thể gỗ rớt xuống đất hết rồi. À, chúng ta cần đào đi xuống này. Ơ, gỗ của anh chứ. Oh my god, gỗ của anh chú ấy lụm rồi. Đây còn được cục. Đó. Trời ơi, lụm được 11 mảnh gỗ rồi. Đi kiếm thêm. Kiếm cái chỗ nào mà nó có 4 trụ đấy, chúng ta sẽ cố gắng bào cho nó dễ và nhanh gọn lẹ hơn. Đó. Oh my god. Ôi da, đừng có ủi anh chứ hả? Anh té rồi nè, thấy chưa? Đó, anh đi bào gỗ đây. Ây da. Anh đang lấy gỗ mà bị cái cậu này cho nó hoài. Yeah. Gỗ của anh. Bị thành viên ăn hiếp rồi các bạn ơi. Mình đi lấy gỗ mà chú ấy cứ hốt sạch gỗ của anh rồi. Anh đi kiếm chỗ trốn chú ấy. Chú ấy kỳ quá à. Đây đây, chúng ta có cây gỗ nè. Đó. Có nhiều xài nhiều vậy. Oh yeah. Gỗ nó văng xa vậy luôn à. Cái gỗ nó văng xa quá các bạn ơi. Cái gỗ đó nè. Rồi. Đủ chưa? Chúng ta về làm cái chuồng. Theo HNT nghĩ chắc là mình làm cái chuồng đủ rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một cái chuồng. Yeah yeah yeah. Bên kia có cái con chó gì mà màu xanh kìa. Con chó sao nó màu xanh vậy các bạn? Con chó nó ăn cái gì? Ôi chắc con chó nó ăn xương. Ôi, ơi đem chó về nuôi em ơi. Đừng có giết nó. Chó của tôi. Chết hết rồi. Anh định cho con chó ăn xương. Trời ơi, sao em đi giết? Em thường phục rồi hả? Em ơi, đừng giết chó nữa. Em phải thương chứ, anh rất là thương con chó luôn ấy. Mà em đè em giết nó, buồn kinh khủng. Thôi anh đi về đây. Rồi anh kiếm được gỗ rồi, anh về anh nuôi mấy cái con vật rất là đáng yêu và dễ thương, nhất là con chó các bạn. Đừng bao giờ ăn thịt chó nha. Gọi là đó, HNT rất là yêu thương những con vật luôn ấy. Bởi vậy mình ăn chay mình đâu dám ăn mặn đâu. Ăn mặn mấy con sát sinh nó tội nghiệp. Ai cũng muốn như mình đặng sống, nở lòng nào tiệt giống dứt nồi, đúng không nào? Nó cũng muốn như mình sống chứ bộ. Quýnh nó biết đau chứ bộ. Nó kêu ó quá trời luôn, không thấy hả? Oh yeah. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ về mở rộng cái chuồng. Nhớ là anh có để cái bàn chế tạo đây nè, mà bây giờ nó không còn nữa các bạn à. Không
không hiểu vì lý do gì mà bàn chế tạo không cánh mà bay. Yeah, anh làm cái bàn anh bỏ đây nè. Anh sẽ mở rộng cái khu này. Ok, đầu tiên là chúng ta phải xây một cái bàn ra cái đã. Để cái bàn xốc hàng vậy luôn á, để giữa đường luôn đấy. Chúng ta sẽ làm hàng rào sắt hay là hàng rào gỗ. Hàng rào sắt cần 3 thỏi sắt. Hàng rào gỗ hay là hàng rào gỗ đi cho nó rẻ các bạn ơi. Bị gì vậy? Thiếu khúc này à? Ok, chúng ta lại thiếu khúc gỗ này rồi. Mình sẽ làm kiến trúc sư. Ở cái này là cái cửa, còn cái hàng rào đâu rồi? Hàng rào là cái này. Nãy giờ để chế tạo cái cửa không là chết luôn. Cửa rào chết rồi, chế cửa rào rồi. Không phải. Cái này không phải. Lộn rồi. Cửa rào gỗ, hàng rào sắt. Ủa rồi hàng rào gỗ đâu? À đây nè, trời ơi. Anh sẽ đi mở rộng cái vùng này ra mới được. Yeah. Đó. Ok, con búp bê luôn. Và chúng ta sẽ... Ủa sao cái chỗ này nó bị bể rồi? Chỗ này nó bị bể rồi các bạn à. Và cho nên chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Đó. Mở rộng cái vùng này ra. Mở rộng được tới cái chỗ này nó cũng hết chỗ rồi. Hết chỗ rồi. Ơi, đừng có thả. Anh muốn nuôi cá không? Muốn. Ok, nên chúng ta là chú ấy thả mất cái con đó của anh rồi. Nó buồn quá đi, tại sao lại thả chứ hả? Công tình anh bắt cực lắm đó. Đây, anh sẽ cho nó về. Chúng ta đang làm nông trại mà. Ôi. À, ôi xin lỗi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Ê bò. Nó không ăn trống rồi các bạn. Rồi nó giận mình rồi. Nó giận mình luôn rồi. Sao anh kêu nó về nó không về? Em ơi. Au hu. Anh kêu nó về mà nó không về. Chắc nó cần lúa mà lúa anh chưa chín. Có cây chín rồi nè. Không ta. Yeah. Chúng ta dường như có được một cái cây lúa nè, đó, được 2 cây. Rồi chúng ta sẽ đi kêu gọi chú ấy. Ta có lúa nè. Mi có ăn không? Cù non. Ê kêu. Oh yeah, nó đi theo mình rồi, quá tuyệt vời các bạn à. Quá luôn cù, đúng rồi. Nhảy rào luôn cù. Mở ra. Vô. Yo. Ôi, đừng có quánh nó. Rồi, đóng cửa lại. Ôi, sao em giết nó hết rồi? Ôi, để anh đi kiếm miếng đất các bạn à. Anh đi kiếm miếng đất, anh về anh lắp cái lỗ châu mai đằng kia lại. Trời khuya rồi hả? Sao nhanh vậy? Mới đây 24 tiếng đồng hồ chạy qua với tốc độ bàn thờ hả? Lên. Ủa? Sao nhà bị phong tỏa rồi? Đứa nào phong tỏa cái nhà rồi? Ok vậy. em à. Cho anh nuôi đi. Ok.
Ờ, cần cái khoan kim cương mới khoan được các bạn à. My god, sao lại khoan? Ok. Đây giờ chú ấy đâu khóa cửa và anh phải ngồi anh mở cửa. Lỡ giết rồi. Giết một con lỡ đi chứ. Cái gì vậy? Anh đang khóa cửa mà. Đừng có phá anh chứ. Phá anh là ngồi anh khóc hu hu ấy. Yeah, xong rồi vô nhà đi ngủ. Đi ngủ em ơi. Em lên đi ngủ nè. Em ấy đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Có ba chiếc giường rồi mà kêu lên ngủ không chịu ngủ. Đúng rồi, anh ngủ mình, hai đứa đó ngủ chung nó bỏ anh. Yeah, và đây, trời lại sáng. Chúng ta sẽ tiếp tục cái công việc gọi là... Đó, con này... Chúng ta đi kiếm một ít gọi là cái gì ta? Cái xẻng nè. Chúng ta sẽ đi đào đất để lắp lỗ nó lại. Đi kiếm đất ở đâu đây? Đào đất thì cũng phải đào có nghệ thuật. Đào cũng phải có tâm xíu các bạn ạ. Đào phải có bài bản sách vở đâu. Đó, đúng rồi. Đào phải có sách vở cho nước chảy đâu. Được mấy cục rồi? Được 15 cục. Để chắc đủ rồi đó. Theo mình nghĩ chắc là đủ rồi. Đất đâu rồi? Và bây giờ anh sẽ lắp lỗ lại. Yeah. Ờ, hết đất rồi. Anh phải phá cái cục này đi. Đó. Xem nào, bây giờ chúng ta cần phải đào miếng này nữa nha. Ủa, túi anh đầy rồi sao? Đúng rồi. Đây, đây. Bỏ vô đây là nó đều. Rồi, bây giờ đi cắm cọc nào. 1, 2, 3, 4, 5. Thiếu 2 cục đất, men à. Anh đi xúc thêm 2 cục đất nữa. Rồi. Đủ rồi, đủ rồi. 2 cục. Cái con gì mà nó kêu nghe cái tiếng ghê vậy? Ô chú ấy con nuôi cá luôn cờ, rất là tuyệt vời. Yeah, chúng ta đã có được một cái chuồng to to để nuôi rồi nè. Mình có thể nuôi con gì trong đây nhỉ? Chim cánh cụt, đúng rồi, ở nhà mình nhớ có chim cánh cụt. Ôi xin chào Phương, rất vui được gặp em. Wow, những thành viên đáng yêu và dễ thương của chúng ta đang bắt đầu vào phòng các bạn à. Chim cánh cụt đâu rồi? Đây anh có 9 cái luôn nè. Con chim cánh cụt nó có thể làm cho cái khu vực này của chúng ta trở thành một cái khu vực gọi là tuyết rơi. Đó, và chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm rất là thú vị. Vô. Đóng cửa lại. Thả trứng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, chúng ta có 9 con chim cánh cụt các bạn à. Ok, và các bạn xem video cho HNT một like để ủng hộ nha. Còn ai mà chưa đăng ký kênh YouTube HNT Channel, vui lòng cho một subscribe luôn. Còn bây giờ thì ok, nó bị lag rồi. Ở đây hết rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. À, video tiếp theo chúng ta sẽ nuôi trồng những cái con khác cho vui. Nó có những cái tiếng kêu rất là đặc biệt. Oa oa oa. Oh yeah.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên bấm đăng ký kênh và mở thông báo kênh HNT Channel lên nha. Các bạn